nè nói nghe nè Nè, nói nghe nè. Hôm nay Việt Thảo đọc những câu chuyện của Thanh Phan gửi về cho Việt Thảo. Đương nhiên cũng gửi qua cái địa chỉ email mcviettthao.yahoo.com Và nếu các bạn có để ý xem qua kho tàng chuyên gia dân gian Việt Nam kỳ thứ 614, trong đó có một câu chuyện của Thanh Phan. Nói về con búp bè, rất ngắn thôi. Đó là do sự sơ xuất của Việt Thảo không có tìm. Chứ thực ra thì Thanh Phan gửi rất nhiều chuyện nhưng mà rời rạc, cho bây giờ Việt Thảo đã tổng hợp lại được rồi thì xin đọc lại tất cả những câu chuyện của thành Phan gửi về cho Việt Thảo để đọc cho mọi người cùng nghe. Và à, cho phép Việt Thảo được đọc lại cái câu chuyện mà con búp bê đó. Nó không có dài lắm, nó ngắn. Mặc dù đã đọc rồi trong kho tàng chuyện ma dân gian kỳ 614 nhé. bây giờ các bạn đã nghe rồi thì mình có nghe lại một chút cũng không sao. Và để cho các bạn nào chưa có dịp nghe, nghe lại luôn để cùng một trong một cái cái loạt chuyện của Thanh Phan gửi về. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào à, cái bức thư tâm tình của Thanh Phan cũng như những câu chuyện của Thanh Phan. Cái bức thư Thanh Phan viết như thế này. Hai anh Thảo, em năm nay 49 tuổi. Đầu thư em kính chúc anh cùng gia đình được nhiều sức khỏe nhé. Biết anh đã rất lâu từ nhóm hài Vân Sơn. Và gần đây em lại mới biết anh có kênh Youtube Chuyện Bên Lề và Chuyện Ma Dân gian dạ nói thật thấy anh đăng bài những món ăn nhìn quá hấp dẫn thèm lắm luôn còn chuyện ma thì không hiểu sao em coi tí là buồn ngủ em bị mất ngủ kinh niên vậy mà coi chuyện ma của anh là em buồn ngủ nhưng mà tắt tivi thì em lại tỉnh ngủ anh đọc chuyện ma mà không có gì kinh dị giọng đọc đầy cảm xúc của anh em coi và nghe có lúc cười và khóc theo từng câu chữ của nhân vật trong câu chuyện em coi đã được mấy trăm tập chuyện ma nhưng lộn xộn tập không theo thứ tự Hôm nay em cũng muốn góp phần giúp khó tàng chuyện ma dân gian của anh những câu chuyện ma mà em đã thấy từ nhỏ và những lần thấy ma hoặc bị ma nhát từ những người thân của em. Xin chuyển cách sưng hô để cho anh dễ đọc và các bạn nghe dễ hiểu. Bây giờ bắt đầu vào câu chuyện của thành phan. Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp ma là mấy tuổi nữa, chỉ biết là tôi còn rất nhỏ. Có một hôm khi tôi đang ngủ cùng với chị hai của tôi thì giữa đêm tự nhiên tôi giật mình tỉnh giấc tôi có cái cảm giác có cái gì đó đứng ở dưới chân của mình thế là tôi ngồi bật dậy và tôi nhìn thấy là một cái con búp bê trai cái con búp bê con trai này tôi không hiểu nó có từ khi nào tại vì nhà tôi lúc đó nghèo lắm mới giải phóng mà ăn còn không có ăn phải ăn đọng khoai mì thì tiền đâu mà mua búp bê mà lại là búp bê con trai nữa Tôi tò mò ngồi nhìn con búp bê ấy. Nó mặc cái quần đùi màu trắng mà cái áo thì lại màu đen, à, cái áo ngắn tay. Có điều là tôi không thấy cái con búp bê nào có mắt mũi gì hết. Chỉ thấy cái tóc ngắn và trẻ đường ngôi ở bên là tôi nghĩ đó là búp bê con trai thôi. Bởi vì búp bê con gái thì cái tóc nó phải dài. Tôi thấy con búp bê ấy nó cứ đứng như vậy sát ở góc mùng ở dưới chân tôi đó. Tôi mới quay sang nhìn chị tôi thì Tôi thấy chị ngủ ngon lành. Làm sao bây giờ? Tôi ngồi đó tôi ngó nó một chút. Rồi tôi cũng buồn ngủ. Thôi, tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Rồi tới sáng dậy, tôi mới nói với mẹ tôi. Mẹ à, hồi khuya con đang ngủ tự nhiên, con thấy có cái con búp bê con trai, nó đứng ở trong mùng dưới chân của con. Rồi sáng dậy thì con không thấy nó đâu nữa. Lúc đó thì ba tôi cũng từ bên ngoài vừa mới bước vô, Mẹ tôi mới hỏi, anh Bảy à, lúc trước em bị hư thai cô Tám, lấy được cái thai ra, kêu anh đem chôn thì anh chôn ở đâu? Cô Tám này chính là mụ đỡ sinh ở ở bệnh viện. Bà tôi mới trả lời, thì chôn ở chân giường con Tú Anh hiện giờ chớ đâu? Lúc đó mẹ tôi mới la toán lên, ông nội ơi, hết chỗ chôn rồi hay sao mà chôn ở chân giường tuổi nhỏ như vậy? Lúc đó bà tôi mới kể lại là, lúc mẹ tôi hư thai thì lúc đó tụi tôi còn nhỏ ngủ chung với ba mẹ còn cái chỗ chị em tôi ngủ lúc trước là cái vách ngăn nhà trên với nhà bếp và kế bên cái bếp là cái thùng phi đựng nước rất là to thế là ba tôi mới đẩy cái thùng phi nước ra và chôn cái bào thai bị hư của mẹ tôi xuống đó vì ba tôi nghĩ chôn ở đó không ai đụng chạm gì tới vì nó nằm ở dưới cái đích của thùng phi rồi thì sau đó mẹ tôi sinh thêm một em gái thứ ba. Lúc đó thì giường ngủ chật chội quá, cho nên ba tôi mới dời cái vách và cái bếp sâu vô trong để kê cái, cái giường cho tôi và chị hai được ngủ riêng. Thì vô hình chung, cái giường của hai chị em tôi lại nằm ở cái góc vách mà nơi để cái thùng phi mà dưới đó lại chôn cái bào thai. Rồi tôi không biết sau đó ba mẹ tôi có khấn giái gì hay không, nhưng từ đó về sau, thì tôi không thấy hiện tượng gì xảy ra nữa. Còn đây là câu chuyện thứ hai mà Thanh Phan đã trải nghiệm. Câu chuyện như thế này. Hồi nhỏ, nhà tôi ở Thị Nghè thuộc quận Bình Thành. Lúc tôi lên 8 tuổi, tức là tôi đã học lớp 2 rồi. Ở xóm tôi có cái con nhỏ bạn, cái trạc, à, nó trạc tuổi tôi. Nó tên là... Con quay Quay giống như quay mỏng mỏng Thì cái tên nghe kỳ là tại vì Nhà nó là người qua Tôi không hiểu tiếng qua nghĩa là gì Nhưng mà tên Việt gọi là con quay Thì mỗi ngày nó hay ghé nhà tôi Rủ tôi cũng đi học Nếu mà cái bữa nào tôi chuẩn bị sớm hơn Thì tôi đến nhà nó Chờ nó đi Lúc đó thì Nhà của nó có cái bà Mà gọi là Phò Phò thì bà đang bị bệnh nằm ở trong phòng. Lúc đó tôi còn nhỏ nên tôi không có biết Phò Phò là bà nội hay là bà ngoại của nó. Chỉ biết là gọi Phò Phò thôi. Thì mỗi lần đi học thì tôi cũng chào. Rồi tôi nói dạ chào Phò Phò con đi học. Rồi đến một ngày thì Phò Phò bị bệnh nặng. Cái bệnh này kéo dài và nặng hơn rồi bà bị mất. Lúc nó còn nhỏ thì khi đám tang tôi có chạy đến xem cái đám tang của Phò Phò. Đám tang của Phò Phò đưa qua đi. Tôi có tiễn đứng xem. Rồi sau đó thì mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Tôi vẫn đến nhà nhỏ quay rủ nó đi học bình thường như là không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều là bây giờ tôi không còn chào Phò Phò còn đi học nữa. Cho đến một hôm nọ thì lúc đó trời tối rồi. Ba tôi có nhậu với mấy người bạn của ba tôi. Nhậu sai xưa, mê mang nói chuyện nhậu với nhau. Nhậu đến độ quá khuya. Thì mới tàn cuộc. Lúc đó ba tôi mới sai tôi và chị hai tôi đưa bạn của ba tôi ra đầu hẻm để đi về. Tại vì ba tôi cũng đã xỉnh rồi. Mà nhà của con nhỏ quay thì nó lại nằm ngay ở cái góc cua quẹo mà muốn đi ra hẻm thì phải đi ngang qua nhà của con nhỏ quay này. Lúc đó thì chúng tôi còn nhỏ lắm. Tôi thì 8 tuổi, chị tôi 9 tuổi. Cái tuổi đó đâu có nghĩ đến chuyện ma cỏ gì đâu. Thì khi đi đó, bạn của ba tôi, ổng cao lớn, ổng đi phía trước, ngất ngưỡng đi như thế này. Còn tôi với chị hai đi sau. Tôi thì đi kế, còn chị hai thì đi sau cùng. Khi đi ngang qua nhà của nhỏ quay, thì tôi thấy rõ ràng là bà phò phò, bả đang leo lên cái cửa sổ. Cái cửa sổ nhà có nhỏ quay này đó, cái sông của nó làm bằng những cái thanh sắt. Nó đang xuống rồi đang ngang, giống giống như những cái ô vuông vậy. Và cách cái cửa sổ và cửa chính nhà nó thì có cái hàng ba rộng chừng 1 mét được rào lại bằng lưới B40. Tôi thấy rõ ràng là bà Phò Phò này bà trèo bằng một cái chân á trèo bằng một cái chân còn một cái tay của bà, bà bà bám vào cái lưới b bốn mươi rồi một tay và một chân còn lại mới bám vào các song sắt của cửa sổ vậy đó mà bà cứ chàng hán bà trèo ngược lên tôi thấy bà mặc cái quần đen áo trắng và khi đi đến gần sát cái nhà con nhỏ quay thì tôi lại thấy bà càng rõ ràng hơn Lúc ấy thay vì tôi đi nhanh lên để cho đi qua luôn cho rồi. Không, tôi đứng lại và tôi kêu chị tôi, tôi chỉ bà phò phò. Tôi nói, hai hai, phò phò kìa. Miệng thì nói mà tay tôi lại chỉ dục cái hướng ngược lên tại vì lúc này bà phò phò bà đã leo lên trên cao rồi. Khi mà tôi đứng lại tôi giơ tay chỉ bà phò phò thì trong khi bà cũng đang leo trèo ở cửa sổ bà cũng dừng lại và nhìn xuống hai chị em tôi. Ôi trời đất ơi, cái da mặt bà trắng xanh, trắng như là cái sáp đèn cày, còn đôi mắt của bà thì cũng trắng giả luôn, mà cái màu nó cũng xám xám rất là ghê. Và cái đôi mắt đó cũng đang nhìn chầm chầm vào hai chị em tôi. Tức là chúng tôi cùng nhìn nhau. Lúc đó chị tôi, bà nghiến răng là bà kéo tôi đi và bà nói nhỏ trời ơi, mày đi mau. Thế là hai chị em tôi lẹ lẹ đi theo người bạn của ba tôi ra hẻm. Ông lúc đó ông chắc sỉnh lắm, ông đi nghiêng ngửa đi phía ngoài trước mà ông cũng chẳng dòm đâu, chắc có lẽ ông không thấy gì cả. Sau khi đưa cái người bạn đó về nhà rồi, người bạn của ba tôi, tôi mới quay trở lại. Khi hai chị em đi gần tới nhà nhỏ quay, hai chị em tôi, không ai bảo ai, nắm tay nhau, chạy một cái ào đi qua khỏi nhà con nhỏ quay luôn mà không dòm tới dòm lui gì hết. Sáng dậy thì tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ tôi nghe. Thế là mẹ tôi mắng bà thôi một trận. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại mắng bà. Cho đến sau này khi lớn lên tôi mới biết. Người qua đó, họ có cái tục lệ là người chết trong vòng bao nhiêu ngày thì hồn người chết sẽ được về thăm nhà. Nếu mà ở xóm người qua thì người ta biết người ta đóng cửa ngủ sớm và cũng không cho con nít ra ngoài đường. Còn mình lại là người Việt nên không biết gì hết. Như vậy thì nếu ngày hôm đó thật sự đúng theo phong tục người qua, chắc bà phò phò về thăm nhà và bà leo trên cái cửa sổ để leo vào nhà chứ. Cái chuyện nó đã qua mấy chục năm mà anh Thảo ơi em vẫn còn nhớ rõ hình dạng của bà Phò Phò lúc ấy lâu lâu em và chị hai em vẫn nhắc lại và chị em nói mày ngu quá đi. Em chúc anh sức khỏe. Mai mốt em sẽ viết gửi tiếp nhé. Vào năm tôi lên 9 tuổi thì tôi đã học lớp 3. Ở gần nhà tôi có bà ngoại hai. Gọi là bà ngoại hai tại vì ở sống tôi đó hễ đứa con nít nào gặp bà thì cũng gọi bà là bà ngoại hai cho nên súng nhau mà gọi và cũng không biết từ đâu lại có cái tên gọi đó bà ngoại hai mỗi ngày bà cứ đi chợ thị nghè để lấy hàng về bán thì những món hàng của ngoại bán thì có bánh tráng dẻo rồi củ mì tinh hay là củ chuối bánh ít với ba cái bánh kẹo lặt chặt vậy rồi bà ngoại hai có xin phép ba mẹ tôi là mỗi ngày cho phép tôi đi chợ với bà để phụ bà sách hàng quá về rồi mỗi ngày ngoại cho tôi cái bánh ít hoặc củ chuối của mì phải nói lúc đó mới giải phóng mà được có vài năm vừa mới hết ăn độn thôi cuộc sống nó còn rất là khó khăn mà lúc đó được cho đồ ăn thôi mừng biết bao nhiêu tôi hí hững gật đầu chịu đi chợ với ngoại liền Ngặt có một điều là ngoại dậy đi chợ sớm lắm. Cứ hơn 4 giờ là ngoại dậy rồi. Rồi ngoại qua nhà kêu tôi dậy. Có bữa đó tôi ngái ngủ, tôi say ngủ quá, tôi nấn ná. Thì bà còn chờ tôi. Có bữa tôi dậy không nổi. Bà ăn chờ chút xíu. Chờ không được bao bỏ đi xuống chợ trước. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy đi theo sau. Rồi đến một ngày đó đó. Tôi đi cùng với ngoại giống như mọi bữa, thì khi hai bà cháu đến cái khúc cua ngã ba quẹo trái để đi xuống chợ, tôi ngó ra cái đường hẻm thẳng. Mọi người sống tôi gọi đó là cái hẻm cây sung. Mà hễ nếu đi thẳng cái con hẻm đó thì đi ra đường cái, mà rẽ trái là đi đường tắt, mau tới chợ hơn. Khi tôi đang đi tới chưa kịp rẽ trái, thì tôi bỗng thấy phía hẻm cây sung có hai bóng người rất cao to, cứ lần dần lần dần phất phờ ở giữa hẻm chỗ có cái giếng nước mà cái chiều dài của con hẻm là cái chiều dài của quý ban phường lúc bấy giờ và mé bên kia là chiều dài của một hộ dân nhà này khá dài và cây cối sung xê rậm rạp ở bên hông nhà nó có một cái giếng nước nằm trong hàng rào của nhà đó ban ngày cây cối nhìn cây cối nhìn thì mát mẻ lắm nhưng mà tối tối nhìn rất là âm u tại vì lúc ấy đèn điện chưa có xài nhiều như bây giờ tôi nhìn thiệt kỹ thì tôi thấy hai cái bóng trắng đó cứ di chuyển đi vô đi ra từ ngoài hẻm vô tới cái giếng nước tôi không có đi nhanh tôi lại đi chậm để chi để tôi nhìn rõ hơn người gì mà sao cao to lớn quá vậy và khi tôi đi đến ngã ba thì hai bóng ấy mờ dần và mất hẳn trong lúc ấy thì Tôi không biết bà ngoại có thấy hay không, nhưng mà bà cứ đẩy tôi rồi níu tay tôi đi mà giống như thúc đi nhanh nhưng bà không có nói gì hết. Sau khi đi chợ xong xuôi, bà cháu đi về. Tới nhà mới bày hàng ra bán cũng là gần 7 giờ sáng. Thì tất cả đồ ăn vặt chủ yếu là bán cho các cô chú công nhân làm hãng vợt, ăn tạm thôi để đi làm, với lại có mấy chú đập xích lô nữa chỗ ngoại bán lúc đó là cái người ta gọi là xí nghiệp dệt số 3 mà bây giờ đó là cái trường dạy nghề tôn đức thắng sau khi bày đã xong xuôi hết rồi thì tôi mới hỏi ngoại sao hầu khuya ngoại lôi tay con đi nhanh như vậy thì ngoại mới nói tao thấy ở hẻm cây sung có đám con nít nó chạy giỡn con nít nào mà dậy giờ đó mà chạy giỡn à thì ra Bà ngoại thấy đám con nít mà không thấy hai cái bóng người cao to. Thế là tôi kể lại cho ngoại, ngoại nghe là tôi thấy có hai cái bóng người cao to thấp thoáng ở hẻm và ở chỗ cái giếng. Ngoại nhìn tôi cũng sững sờ và tôi cũng nhìn ngoại. Coi như là hai bà cháu, người thì thấy con nít, người thì thấy bóng người lớn. Thì sau đó tôi qua cái sự việc đó, tôi sợ tôi không có chịu đi chờ sớm với ngoại nữa. Thì bây giờ ngoại mới nhờ tới chị hai tôi đi chị hai tôi cũng khoái cũng đi với bà ngoại nhưng được vài ngày chị tôi không biết bà bị nhát cái gì bà không chịu đi luôn thế là bà ngoại hai này phải nhờ tới em con người chú thứ tám của tôi con nhỏ này nó không chịu đi lý do đơn giản nó nói bà ngoại đi sớm quá nó vậy không có nổi thế là bà ngoại vì cần có người đi chung chắc có lẽ bà ngoại cũng sợ ma bà đổi giờ đi chợ lên thay vì bốn giờ tầm cỡ 4 giờ sáng, bây giờ tầm cỡ 5 giờ bả đi thì lúc đó con nhỏ em nó mới chịu chịu đi. Rồi sau đó thì nó có bị ma nhát hay không mình không có biết. Chuyện đến đó đã hết rồi. Mai mốt em sẽ kể nữa nhé Chúc anh thật nhiều sức khỏe và có nhiều món ăn up lên Facebook cho mọi người thèm đã luôn. Bye bye ạ. À. Năm tôi học lớp 4 tức là năm tôi 10 tuổi. Ba mẹ tôi bán nhà và dời qua ở kế nhà bà nội. Tại vì nhà nghèo nên ba tôi dựng nhà bằng lá và dách thì làm bằng tấm bồ bồ. Nhà nhỏ xíu à. Trong nhà ngoài cái bàn và cái ghế thì cạnh bên đó là cái giường ngủ nhỏ của chị em tôi. Phía bên trong nữa là cái giường của ba mẹ tôi rồi tới tấm dách ngăn. Và sau tấm dách ngăn đó là cái bếp. Rồi ở phía sau nhà là nhà tắm và cái sàn nước để chị em tôi giặt đồ rửa chén. Và phía trước mặt cái sàn nước là có một cái bụi mía. Ui cha ơi, cây mía nào, cây mía nấy, nó to như là cuối cùng ta vậy. Nhưng mà ăn lại không ngọt. Bà tôi nói, đó là cái mía voi nhìn to chứ không có ngon. Vào lúc này thì mẹ tôi lại sinh thêm một đứa em gái út Tức là nhà tôi bây giờ có tất cả là bốn chị em. Như vậy tính tới tính lui thì chúng tôi về nhà mới thấm thoát ở được cũng 5 năm rồi. Có một hôm thì buổi tối bị cúp điện. Bây giờ làm sao tối thui à? Mà lúc đó tôi khát nước. Nên tôi mới đi ra phía nhà sau để lấy nước uống. Tại vì cái lu nước đặt ở phía sau nhà gần sạc nước. Khi tôi vừa mở cái nắp lu lấy cái ca bút nước và đưa lên miệng định uống thì tôi nghe có tiếng sọt sọt. Tôi mới ngừng uống và nhìn quanh. Trời đó tôi thấy một cái đống gì mà nó bự, bự thực bự mà đen thui đang nhúc nhích ở trong cái bụi mía. Không lẽ không, con, con gì? Tôi nhìn kỹ lại thì tôi thấy đó là một người đàn ông. Cái đầu rất là to, cái mặt cũng rất to và đang đi ra chỗ tôi đứng giống như đang dạch mía mà đi ra vậy. Mà cái chỗ tôi đứng và cách bữa mía chừng tầm cỡ 1-2 mét, gần sát một bên. Thế là tôi quảng hồn quảng dứa tôi quăng cái ca đâm đầu chạy vô nhà, vừa chạy vừa hét lên. Ba ơi, ba có cái gì, có cái gì sao nhà, tôi chỉ biết hét vậy thôi. Thế là ba tôi lật đật, xách cái đèn dầu chạy ra, thì lúc đó không thấy gì hết. Ba tôi mới nói thôi không có sao đâu, để ngày mai ba chặt bụi mía bỏ. Rồi sáng hôm sau, như lời hứa thì ba tôi chặt bỏ cái bụi mía đó. Nhưng mà đâu phải chặt bụi mía rồi thôi. Chị em tôi cho dù không có bụi mía, cũng rất là sợ mỗi khi trời tối mà hãy cúp điện thì không bao giờ dám ra phía sau nhà, nhất là cái chỗ sạc lãng đó. À, em quên kể chuyện này là lúc mới dọn nhà về bên này thì Mẹ em bị một trận bệnh rất nặng khi em gái út em mới có 3 tháng tuổi. Anh Thảo biết không, mẹ bệnh rất nặng tưởng như là là chết rồi. Lúc đó thì phần nhà nghèo quá cho nên mà ba em lại thất nghiệp nữa nên không có tiền đi bác sĩ. Ăn cũng không có mà ăn thì tiền đâu trả cho bác sĩ đây. Cho nên bệnh mẹ em càng lúc càng nặng. Thì may mắn là ở trong xóm lúc đó có ông y sĩ, ông tên là ông Thạc. Ông y sĩ Thạc. Ông y sĩ thạc thấy mẹ em bị bệnh nặng quá, cho nên mỗi ngày ông ra chích thuốc cho mẹ em mà ông không có lấy tiền. Ông này là y sĩ của chế độ cũ. Ông ở trong xóm này ông mọi người đều cho rằng ông rất giỏi. Mà có lẽ là ông quen tay nghề và quen trong xóm hết rồi. Ông trị bệnh hình như người nào ông trị cũng được. Có lẽ nhờ vậy mà bệnh của mẹ bớt và khỏe dần lên khi mẹ khỏe đó, thì mẹ kể là lúc mẹ bệnh mẹ bị mê man và trong lúc mê man đó mẹ thấy có một người có mấy người lẫn đàn bà mặc đồ đẹp lắm đến kêu mẹ đi mẹ nấn ná mà không chịu đi mấy bà kia cứ, cứ kêu hoài mà mẹ nhất định không chịu đi thấy kêu hoài không được thì trong đó có một bà bà mới bàn với bà kia bà nói thôi chắc nó còn con nhỏ nó không đành lòng đi để nó ở lại đi thì lúc đó mẹ em mới giật mình vì cái tiếng em út em nghe út nó khóc thì mẹ mới nói nếu mà mẹ quyết định đi theo với bà kia thì tụi bay mồ côi mẹ rồi anh thảo ơi có phải vì mẹ em chưa tới lúc phải đi nên mới khiến cho xóm nghèo em có được ông y sĩ tốt bụng đã chữa bệnh cho mẹ em mà không lấy tiền và hàng xóm nghèo của em mỗi người mỗi nhà góp gạo và cho thức ăn nên mẹ em mới mau khỏe. Rồi mấy năm sau tới ba em bị bệnh nặng tưởng chết nữa. Cũng nhờ tình nghĩa xóm làng nghèo ấy mà ba em đã thoát qua cửa tử. Tới bây giờ, dù đã mấy mươi năm, gia đình em không còn ở xóm nghèo ấy nữa. Nhưng gia đình em vẫn luôn ghi nhớ ơn những con người ở đó. Những chiếc lá rách đụng lá nát em lúc nào vẫn nhớ ơn ông y sĩ đó mà có điều lạ nữa là có những lúc em ngủ có những giấc mơ em cứ thấy là em vẫn còn đang ở ngôi nhà lá trong xóm nghèo đó <laughs> anh thảo ơi em đang kể chuyện này mà rõ qua chuyện khác anh cứ coi như em đang kể anh nghe về ký ức tuổi thơ của em đi anh không đọc cũng được anh nhé em cảm ơn anh chúc anh có thật nhiều sức khỏe và Hẹn lần sau em sẽ kể tiếp về những câu chuyện nhà nhà em khi dọn về quận 8 và ba em mất đột ngột những lúc ba em về thăm nhà. Và đây là email của Thanh Phan nhận vào ngày 19 tháng 5 của năm 2021. Nội dung bức thư như sau. Hai anh Việt Thảo Hôm nay em mới rảnh lại viết tiếp chuyện bên lề gửi anh nè. Xin lỗi anh vì thời gian qua em bị bệnh, tay em bị tê buốt. Hôm nay đỡ rồi, nên em lại viết tiếp đây. Mẫu chuyện này không phải là ma mà theo em nghĩ có thể liên quan đến tâm linh. Câu chuyện này cũng là ở xóm nhà cũ của em ở Thị Nghè. Em xin được bắt đầu câu chuyện nhé tôi không nhớ thời điểm đó tôi được bao nhiêu tuổi chỉ nhớ là mình cũng còn nhỏ lắm và hay lại nhà bà hàng xóm để chơi bà hàng xóm này có tên là bà năm núi thường thì tôi lại nhà bà năm chơi hay ngồi chơi với chị lâm chị này là con gái của bà năm lúc đó tôi không biết chị lâm được bao nhiêu tuổi chỉ thấy chị trẻ và rất đẹp Chị có cái khuôn mặt trái son và nước da rất là trắng. Chị hay kể chuyện này chuyện kia cho tôi nghe, tôi rất thích chị. Rồi bắn đi một thời gian, tôi ít lui tới nhà bà Năm, tại vì tôi bận đi học và bận giữ em. Rồi có một hôm nọ, tôi lại tới nhà bà Năm chơi với bé Lùng. Bé Lùng đây là con của chị Hoa, mà chị Hoa là em gái của chị Lập. Tôi chơi một hồi tôi không thấy gì Lâm ra sân chơi nữa. Giống như thường, thường lúc trước tôi hay đến chơi. Thì tôi mới hỏi con nhỏ lùng. Ê, sao tao không thấy gì Lâm vậy? Nhỏ lùng nó trả lời. Vì tao bị bệnh, đang ở trong buồn. bả không cho ai lại gần bả hết á. Tôi thấy cũng làm lạ, nhưng mà tôi không có hỏi gì thêm. Ngồi chơi ngồi cũng chán, tôi mới nói với con nhỏ lùng. Tao bắt tiểu mày cho tao vào nhà, mày đi tiểu một chút nha. Đương nhiên nó gật đầu đồng ý. Thế là tôi đi vô nhà nó để đi vệ sinh. Và khi đi ngang buồn của chị Lâm, tôi cố tình đi chậm lại và nhìn vào. Khi nói tiếng cái buồn, chứ thật ra nó chỉ là cái vách ngăn nhà trước và nhà sau, đâu có cửa nẻo gì đâu. Tôi thấy chị Lâm đang ngồi sát chết buồn. Chị không có mở đèn. Cho nên tôi nhìn tôi thấy nó ui ui tối tối thế nào đó. Tôi nín thở đứng nhìn chị. Tôi thấy chị đang ngồi với tư thế thiền. Hồi đó người ta gọi là cái tư thế Phật ngồi đó. Hai tay để rồi hai bàn chân chấp lại như thế này. Chị ngồi như vậy mà mắt thì nhắm nghiền, tay cầm cây quạt lá. À, cái cây quạt này đó được làm bằng cái lá tre phơi khô, người ta gọi là quạt lát. Chị cứ lấy cây quạt mà phủi phủi mà đập xuống đất, còn miệng thì ú ớ nói cái gì đó tôi không có nghe rõ. Mà hễ chị nghe có tiếng bước chân ai đi về phía chị là chị lấy cây quạt chị đập, đập xuống đất này. Y như là có cái ý muốn xua đuổi người ta đi. Tôi đứng yên lặng quan sát chị, tôi không có lên tiếng. Vậy đó, mà vẫn bị chị lấy cây quạt đập đập vào phủi đuổi đi, dù hai mắt vẫn nhắm nghiền, hình như chỉ đoán hay nghe được. Tiếng động của tôi dù rất nhỏ, khi tôi đứng gần chỉ và chỉ đuổi đi. Sau đó tôi về có kể lại chuyện cho mẹ tôi nghe, thì mẹ tôi nói là chị Lâm rất khổn với cha mẹ của chị, nên chị bị hành đó. Tôi lúc đó hết sức ngạc nhiên, vì tôi lúc đó tôi mới biết đến cái cụm từ bị hành. Tôi mới hỏi mẹ tôi hành là sao mẹ? Ai hành mà sao chị Lâm không nói được mà cũng không mở mắt được và chỉ ngồi một chỗ suốt như vậy? Lúc này thì có bà Tư ở sát nhà tôi cũng đang ngồi chơi nói chuyện với mẹ tôi bà mới lên tiếng bà giải thích. Bị hành đó là bị củ quyền thất tổ hành. Củ quyền thất tổ là ông bà nhiều đời của gia đình có thể họ linh thiêng như thánh thần. Họ có phép màu bắt phạt chị Lâm vì tội hỗn hào chửi cha mắng mẹ. Họ phạt chị có miệng mà không nói được, có mắt mà không thể mở mắt nhìn được và phải ngồi yên một chỗ cho dù có chân đi. Tôi mới hỏi bà Tư, vậy thì chị Lâm phải bị như vậy đến bao lâu? Bà Tư bà nói tôi không biết. Ăn thua là chị Lâm biết sám hối, biết ăn năn thì ông bà tổ tiên mới tha cho chị. Và thật sự tôi không biết chỉ bị như vậy bao lâu. Tôi chỉ nhớ mang máng là thỉnh thoảng tôi thấy chị Lâm có đi chợ với bà Năm. Tôi mừng lắm. Tôi chạy lại tôi kêu chị thì chị cười với tôi. Nhưng mà cái nét mặt của chị không giống như lúc trước nữa. Tôi có cái cảm giác gương mặt của chị nhìn nó khờ khờ sao đó. Rồi từ đó tôi cũng ít đến chơi với nhà của chị. Có đến nhà bà Năm thì tôi cũng chơi với con bé lùng chút thôi. Và cũng kể từ đó tôi nghe trong xóm có cái tên bà Lâm Khùng xuất hiện. Anh Thảo ơi, câu chuyện này có phải là tâm linh không anh? Có phải có một cái thế lực và một sức mạnh quyền bí nào đó mới làm cho một con người đang đi đứng nói cười bình thường bây giờ ngồi một chỗ mắt nhắm suốt như mù và miệng u ớ như câm mà không phải một giai đoạn ngắn mà trong một cái thời gian dài em thật tin là có anh ạ à. em cảm ơn anh đã đọc chuyện của em chúc anh luôn an lành và sẽ tiếp tục làm những mẫu chuyện bên lề để cho khán giả xem nhé mến anh còn đây là bức thư của thanh phan mà việt thảo nhận vào được nhận được vào ngày 11 tháng 6 của năm 2021 nội dung bức thư như sau. Hai anh Việt Thảo. Mấy hôm nay em thấy anh kể tiếp chuyện ma nên em kể thêm chuyện gửi cho anh đây. Trước khi kể anh cho em kể lễ vài phút nhé. Em thấy anh úp bài ăn uống bên Facebook nhìn thấy thèm ghê. Vậy mà lại có những người lại sọc mõm vô nói anh này nọ. <laughs> như em thấy bài trứng gà ăn chay được của anh. Vừa đăng lên thì có thằng ông kẻ kia tự nhiên chửi anh thằng điên thiệt là vô văn hóa. Em mới bình luận là người gì kỳ vậy, không thích thì lướt qua, sao tùy tiện chửi người khác vậy. Hi hi, thôi kệ tía nó đi anh. Nó rảnh nó ngứa lỗ tai mà. Hi hi, anh Thảo ơi, anh có cách đọc chuyện ma độc nhất vô nhị nha. Mỗi lần nghe chuyện ma của anh thì nếu không cười không khóc theo tình tiết câu chuyện là em bị ngủ gục à. Hôm trước em nghe anh đọc tới tập 483 Đời Đức Can rồi. Em coi rất xúc động. Tội nghiệp có hai ông cháu đi thăm tù nhân quá. Thôi, em bắt đầu kể câu chuyện tiếp theo nhé anh. Dẫn cho em đổi cách xưng hô cho anh dễ đọc nhé. Không hiểu từ nhỏ tới thời điểm giờ tôi cũng không nhớ là mình đã gặp ma bao nhiêu lần và bao nhiêu lần bị ma đè nữa. Chắc là do vía tôi nhẹ nên tôi cứ bị các ngày ấy chọc ghẹo hoài. cuối năm 1987 bắt qua đến đầu năm 1988 thì ba mẹ tôi bán nhà ở Thị Nghè về bên quận 8 ở chung với ông bà ngoại. Ở đây gia đình tôi được ông bà ngoại sắp xếp cho ở dưới căn nhà tình nghĩa. Gọi là căn nhà tình nghĩa là tại vì ông ngoại tôi là cha mẹ liệt sĩ, cậu tôi hy sinh ở Campuchia. Nhà này là do nhà nước cấp cho bà ngoại tôi ở. Cái vị trí căn nhà là ở đường U Long, quận 8. Nhà thì xây tường mái tôn xi măng nhưng không có gì hết. Không đèn điện, không nhà tắm và không có phòng vệ sinh. Khi ba tôi về thì mới đào một cái rảnh nước. Cho nó ăn thông ra phía sau. Để mình có rửa chén nấu cơm thì cũng có chỗ thoát nước. Chứ không thôi nó chảy linh láng đi đâu. Còn tắm rửa nữa, vệ sinh nữa. Bây giờ làm sao? ở đó không có thể nào tắm rửa vệ sinh được vì cái đỉnh thoát nước nhỏ xíu ha rồi vệ sinh nó đi đâu thế là cả nhà chạy lên nhà ông bà ngoại ở cầu trà già để mà tắm rửa và vệ sinh. ôi cha ơi căn nhà này phải nói ma nhiều lắm. ở phía sau nhà có con hẻm nhỏ xíu và dọc dài theo cái con hẻm đó là chỗ hậu liêu của chùa Huệ Lâm hễ mình về nhà này mà tối tối mà không đông người thì không ai dám ở một mình tôi là cái đứa nhẹ nhía hay bị ma nhát vậy mà tôi cũng lì lắm có lần thì khoảng 4 giờ chiều tôi đi làm về và nấu cơm lúc đó nhà tôi có một mình thôi khi tôi đang trẻ củi phải nói thời ấy nghèo lắm nhà nào cũng nấu củi mà sang lắm á, thì mới nấu bằng cái bếp dầu Tôi kẻ được mấy cái cây nhỏ để gác lên bếp nhóm lửa. Thì tôi nghe có tiếng nhai bánh ở sát bên tai tôi. Nhà tôi có một mình. Để mà ai ăn bánh nhai tôi nghe cái tiếng bánh. Có điều là nhà có một cái vách. Rồi sau cái vách là cái nhà bếp. Tôi nghe cái tiếng nhai rất nhỏ. Nhai cái tiếng rạo rạo giòn giòn giống như người ta ăn cái bánh lỗ tay heo vậy. Ừ nó rùm rụp trong miệng. Tôi không có ngoái lại nhìn tôi kể cách lên tiếng hỏi thôi. Trinh về hả em? Trinh đây là nhỏ em gái của tôi, kế của tôi đó. Nếu về sao không chịu vô phụ chị do gạo nấu cơm mà núp ở đó nhai bánh gì nữa? Ăn bánh lỗ tai heo phải không? Không có tiếng trả lời. Thôi mới nói, ờ, à, núp đi, núp một hồi là khỏi cho ăn cơm luôn. Tôi nói xong tôi lại tiếp tục cắt củi lên bếp. Tôi nghĩ là con Trinh. Nó về nó lúc lúc đó nó đó thôi chứ không ai đâu. Khi tôi chắc củi lên bếp xong rồi. Tôi mới đang do do tờ giấy chuẩn bị mồi lửa để nhóm bếp thì tôi lại nghe tiếng nhai bánh nữa. Mà lần này nó lại còn lớn hơn lần trước. Tôi bực bội tôi nói. Được, kêu phụ nấu cơm mà không phụ còn nhai bánh hoài ha không có nghe tiếng em tôi trả lời. Tôi ngừng lại tôi không bầu lỡ nữa. Và tôi bước lên nhà trên thì nhà tôi vắng lặng không có ai hết. Lúc đó tự nhiên tôi bị dựng tóc gái hết. Và tay tôi nó nổi mụn mụn ốc li ti, nổi ốc hết. Tôi biết rồi. Thế là tôi không có nhóm lửa nữa. Tôi không do gạo luôn. Và tôi đi bộ một mạch lên nhà ông bà ngoại chờ ba mẹ tôi cùng về nấu cơm luôn. Và khi tôi lên tới nhà ông bà ngoại, thì tôi thấy con Trinh, em gái tôi nó ở đó. Vậy thì tôi biết chắc chắn, cái tiếng nhai bánh rộp rộp bên tai của tôi không phải của Quân Trinh, là của ai rồi. Cái căn nhà này, hệ tối tối khuya khuya là cái cánh cửa sổ phía sau nhà, nó hay đóng lại kêu cái sắp. Một cái xâm, một cái thiệt lớn. Mà cái cánh cửa sổ này, cái bản lề của nó bị rỉ xét. Mình mở ra đóng lại còn khó kéo. Tại sao ở đâu mà nó đóng một cái rầm như là gió lớn một cái vậy? Trong khi mỗi lần mình muốn cái đóng lại phải dùng hết sức mình mới kéo vào được. Mà nó chậm lắm. Khó khăn lắm chứ không có dễ. Vậy mà tối nào cũng bị đóng rầm rầm giống như có ai dùng sức đạp vô vậy còn cái sóng chén nữa ui cha ơi lộn cộn lãng cản giống như có ai không phải là dọn chén nữa mà cứ bằng dằn mâm sáng bát á dằn xuống nó kêu vậy thiếu điều cái chén muốn bể luôn rồi có bữa em gái tôi đang ngủ buổi sáng thức dậy thấy nó cởi trần tôi mới la nó à, nhà có anh rể mà mày là con gái lớn mà cởi trần như vậy nó lắc đầu nó nói ai cởi nào tự nhiên ngủ sáng ra bị ở trần chứ bộ. Rồi có lần bợ dâu tôi về ngủ ở trong buồn. Vừa mới chung vô mùng thiêu thiêu ngủ. Tự nhiên mợ thấy có một cái bóng đen to dán mùng chui vô. Mợ tôi chưa kịp hỏi ai. Thì cả thân người mợ bị nặng và cứng đơ không nhúc nhích gì được. Thế là người đó leo lên đè. Rồi mợ tôi ráng niệm Phật và cố mở mắt ra thì mở tôi thấy cái ngọn đèn dầu nó di chuyển ở trong cái mái nhà nó cứ chạy lên tới chỗ vách buộc rồi chạy xuống dưới nhà sau ui cha mà sợ quá mình niệm phật liên tục rồi cho đến khi mợ ngủ, ngủ thiếp đi sáng nghe mợ kể mà ai cũng quải vì nhà tôi cậu tôi chị tôi ai mà ngủ lại ở nhà đó là hay bị thấy này thấy nọ lắm rồi có một hôm tôi với con nhỏ trên nấu cơm và đồ ăn xong hai chị em mới ăn trước miếng cơm rồi hai chị em tôi khóa cửa và đi lên nhà ông bà ngoại. Tối chút thì tôi cùng ba mẹ tôi và chị gái tôi về. Tôi ăn cơm rồi cho nên tôi chui vô buồn nằm, nằm trước. Trong khi ở ngoài nhà trước thì chị tôi đang dọn cơm cho ba mẹ tôi ăn. Lúc đó thì nhà vẫn chưa có đồng hồ điện nên vẫn còn xài đèn dầu. Thành ra trong phòng tối hù à. Tôi nằm đó tôi đâu có ngủ đâu. Tôi nghe rõ ràng tay bên tai mà ba tôi đang cằn nhằn. Con cái nhà này có hiếu lắm mà. Ăn cơm trước, ăn cơm nạc, chừa cơm cháy cho cha mẹ ăn sau. Tai tôi rõ ràng nghe ba tôi nói chuyện. Vậy mà lúc đó tôi bị ma nó đè ở trong buồn. Nó đè tôi thở không nổi luôn. Tôi dùng dãy tôi chòi đạp rồi tôi bị nó lôi đi nữa. Lúc ấy thì chị tôi đã bưng bưng cái mâm cơm xuống bếp để mà dẹp. Và khi quay lưng đi lên thì chị tôi thấy tôi té xuống đất cái đuổi thiệt to. Thì chị tôi mới la lên, sao tức anh bị té vậy? Miệng chị la, mà chân chị chạy tới chỗ tôi để đỡ tôi dậy. Lúc đó mặt tôi ngơ ngác thất thần. Tôi đang nằm ngủ trên giường mà. Ai lôi tôi xuống đất vậy? Rồi ba mẹ tôi chạy vô hỏi sao té vậy bộ ngủ mơ hả? Tôi mới nói mơ đâu mà mơ. Con còn nghe ba nói tụi con ăn cơm trước, bạn cơm nạc vừa cơm cháy cho ba mẹ ăn sao mà mơ cái gì ba. Con bị ma nó lôi xuống đó. Con bị đè đã đợi con dùng giấy, tụi con đạp nó cũng không được, nó mới lôi con té xuống đất đó. Nghe tôi kể như vậy ba mẹ tôi thở dài, biết nói gì bây giờ. Ba tôi mới nói, tại nhà mình ở sau chùa, mà sau chùa thì có hậu liêu, người ta để tro cốt người chết nên ma nhiều lắm hôm nay em kể tới đây thôi mai mốt em viết tiếp gửi anh nhé chúc anh thật nhiều sức khỏe và bình an Chị tên thanh phan Đây là bức thơ kế tiếp của Thanh Phan gửi cho Việt Thảo nhận vào ngày 28 tháng 9 của năm 2021. Nội dung bức thư như thế này. Hai anh Thảo, Hôm nay em lại tiếp tục gửi đến anh những mẫu chuyện tâm linh đã xảy ra với em và xung quanh em. Mấy tháng nay dịch Covid bùng phát mạnh ở Sài Gòn, chết rất nhiều. Em và gia đình em đều bị nhiễm Covid. May mắn là mọi người không sao, vượt qua được hết anh à? nay em mới dứt tiếp chuyện gửi đến anh, em bắt đầu nhá. Sau thời gian ở căn nhà đầy ma ở đường U Long quận 8 thì gia đình tôi lại dọn lên ở cùng dân bà ngoại ở cầu Trà Già. Và khi lên đây rồi, ba mẹ tôi mới mở cái quán bán hủ tiếu ở đầu hẻm để sinh sống. Mới được hơn một tháng thì nhà tôi xảy ra biến cố lớn. Cứ như thường lệ thì mỗi buổi sáng là ba tôi thức dậy sớm để kêu mẹ con tôi thức dậy dọn hàng bán nhưng có điều tối hôm nay không hiểu cắt cớ chuyện gì mà trước khi đi ngủ tôi và nhỏ trinh lại cãi nhau ba tôi mới la tối rồi ngủ đi đêm nay tao ngủ là tao ngủ luôn đó ở đó mà tôi bay cãi lúc đó chị tôi mới say qua mới ghẹo ba coi ổng kìa ổng nói chuyện thấy ghê không ba tôi lúc đó mới nói thêm chứ cái gì nữa ngủ luôn là chết đó Nói rồi thì kéo nhau đi ngủ. Khuya đó em gái út tôi bị sốt. Tầm cỡ khoảng 12 giờ mẹ tôi mới dậy lấy thuốc cho em tôi uống. Thì ba tôi cũng thức dậy. Ba mới đưa cái đồng hồ cho mẹ tôi giữ và nói Em cất cái đồng hồ để canh dọn hàng. Anh sợ anh ngủ quên. Rồi khoảng 1 giờ sáng thì cả nhà tôi nghe đùng một cái thiệt lớn. Để chỗ này em xin mở ngoặt nói thêm cho rõ một chút. Vì nhà em ở đậu nhà ông bà ngoại, mà nhà ông bà ngoại rất nhỏ. Gia đình em được cho ngủ ở phía trước ngay bàn thờ của ông cố. Và trước bàn thờ ông cố có cái bàn rất to. Nó giống như cái đi văn vậy đó, lớn lắm. Là cái bàn thôi. Thế là cả gia đình em được ngủ ở cái bàn đó. Rồi mỗi tối mình văn cái mùng, mà văn nó phủ luôn xuống tới dưới đất để cho mũi nó không có chung vô thì ba em được ngủ ở trên bàn còn mẹ em và mấy tụi em thì ngủ ở dưới gầm bàn trở lại cái câu chuyện là khi mẹ em cho em gái út của em uống thuốc xong thì khoảng một tiếng sau tức là khoảng một giờ khuya thì nghe tiếng động lớn ở trên bàn chỗ ba tôi đang ngủ lúc đó cả nhà hết hồn bật dậy mở đèn thì thấy ba tôi đầu bị rớt xuống gối mà miệng thì nước dãi nó chảy ra Mẹ tôi quảng quá mới leo lên bàn lai like ba tôi dậy. Nhưng mà ba tôi không có phản ứng gì cả. Mẹ mới giật mắt ra. Thì thấy là mắt của ba tôi đã đứng trọng. Hai bàn chân của ba. Một bên thì còn phản ứng và một bên thì buông xuôi luôn. Lúc đó cậu tôi lấy được cái xích lô chở ba tôi cùng tôi với mẹ vô bệnh viện chợ rẫy. Khi vô tới chợ rẫy thì bác sĩ khám cho ba tôi và lắc đầu bảo là ba tôi bị tai biến mạch máu não, không hy vọng gì hết. Nói xong rồi quay qua sô cô điều dưỡng, uh, đăng trực đó, bảo là ghi to thuốc cho người nhà đi mua về nhỏ vô miệng cho ba tôi. Khi tôi đi đến bàn điều dưỡng lấy to thuốc, thì thấy tờ giấy in chữ là giấy báo tử. Lúc đó tôi quà là tôi khóc tôi kêu mẹ tôi, mẹ ơi, ba chết rồi, người ta đưa giấy báo tử nè lúc đó mẹ tôi đang ở chỗ ba tôi liền chạy là hỏi tại sao vậy thì cô điều dưỡng lúc đó mới nói dạ không có phải cái mặt bên này là to thuốc còn bên kia là cái tờ giấy báo tử thì ra người ta lấy cái tờ giấy báo tử lật cái mặt kia còn trống để làm to thuốc ôi cha một phen hú hồn hú vía thì ra cô ấy lấy giấy báo tử ghi to thuốc cho ba tôi khi mua thuốc về nhỏ vào miệng cho ba tôi xong mà huyết áp vẫn không hạ tới sáng bác sĩ khám bệnh lần nữa rồi bác sĩ đến an ủi động viên mẹ tôi và nói rằng nên đem ba tôi về gì bó tay rồi phải nói mẹ tôi rụng rời tay chân lúc đó trong túi đâu có còn tiền bạc gì đâu hôm qua còn bao nhiêu thì ghét mua viên thuốc cho ba tôi rồi viên thuốc mắc quá Cô y tá trưởng ở đó là người cùng xóm với gia đình tôi. Thấy vậy, nên cho mẹ tôi tiền và kêu xe xích lô đem ba tôi về. Về tới nhà, vừa rút ống thở là ba tôi tiếp tái, ngừng thở. Vậy đó, mà vừa về tới nhà là em gái Úc tôi, nó gào khóc quá trời. Lúc đó nó mới có 7 tuổi à, không hiểu sao. Khi mà ba tôi tiếp tái ngừng thở rồi mà em gái út tôi nó gào khóc thì ba tôi lại hước lên mấy cái rồi lúc đó ổng mới ra đi. Đám tang ba tôi không tổ chức ở quận 8 mà đem về thị nghè để tổ chức. Vì trước đó khoảng nửa tháng ba tôi lại dặn dò tôi như vậy. Anh Thảo ơi, có phải ba em có linh cảm là mình sắp chết không? Sao ba em lại trăn trối với em như vậy? Rồi những câu nói gỡ trước lúc ba em mất. Rồi không biết tại sao cô y tá lại lấy giấy báo tử là ghi to thuốc cho ba em. Có phải tất cả là định mệnh là do số ba em tới? Lúc mất, ba em mới có 30, 41 tuổi à? Mấy chị em của em, đứa lớn nhất chỉ 18 tuổi và nhỏ nhất là 7 tuổi vậy đó mà đã mồ côi cha ba tôi mất được một tuần thì một hôm tôi dọn hàng hơn bốn giờ sáng bốn giờ sáng tôi dọn ra một bận rồi quay trở lại để dọn thêm bận nữa thì vừa ngoài cửa bước vào tôi thấy dáng ba tôi đang đứng xoay lưng về phía tôi mà mặt thì đang nhìn về phía nhà bếp tôi giật mình tôi mới khẽ kêu ba Lúc đó thì tôi dụi mắt nhìn lại không thấy ba tôi đâu nữa. Tôi không dám kể cho mấy đứa em tôi nghe, vì nó sợ ba. Một hôm tôi cúng cơm cho ba tôi, tôi xé một miếng giấy lịch nhỏ bằng lóng tay thôi. Rồi tôi rà rà lên bài dậy miệng thì lắm râm khấn. Nếu ba có đang ở nhà, hiện giờ ba đang ở trong nhà, ba cho con biết đi. Và thật là bất ngờ. Cái miếng giấy đang ở trên ngón tay tôi vừa ra tới hàng chữ thứ ba. Nó hít mạnh vô bài vậy. Rõ ràng, nó hít mạnh vô. Mà tôi lấy tay khiều khiều, nó vẫn không rớt xuống. Rồi có nhà hàng xóm kể với mẹ con tôi. Bà nói là đêm khuya trời nóng, bà mới hé mở cửa cho mát để dễ ngủ. Bà cũng ngủ ở phía nhà trước. Ai dè, Bà vừa hé cửa ra thì thấy rõ ràng ba tôi đang ngồi ăn bánh gì đó trước cửa nhà. Trời đất ơi, bà nói bà nổi ốc hết. Rồi tự nhiên mình bảy bà tê cứng, bà muốn đóng cửa cũng không được. Bà nói bà phải nhắm mắt lại bà niệm Phật một hồi sau bà mới cử động lại được. Và khi mở mắt ra thì không thấy ba tôi đâu nữa. Anh Thảo ơi, hôm nay em dứt tới đây thôi. Mai mốt em sẽ viết tiếp nhé. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và bình an à mà anh ơi em coi mấy chuyện anh kể mà có mấy tập em thấy có lúc anh đang kể mà có cái ánh sáng màu xanh như ánh đèn màn hình điện thoại lóe ngang chỗ anh có lúc có chấm sáng như ánh đèn đom đóm lúc đầu em nghĩ chắc có ai ở cùng anh mà họ mở màn hình điện thoại lúc anh đang kể chuyện nhưng em nghe nói anh chỉ ở một mình trong phòng em có chụp lại và quay lại khúc đó để em gửi qua cho anh xem cái điện thoại đó đang bị hư mà khúc phim đó lại nằm trong cái điện thoại đó. Để vài ngày hết giãn cách, em đem sửa lại rồi gửi qua cho anh nhé. Chúc anh ngủ ngon, thành phạt. Và đây là cái bức thư mà Việt Thảo mới nhận được của Thanh Phan vào ngày 13 tháng 4 của năm 2024. Tức là chỉ cách đây mấy ngày. Câu chuyện tiếp tục như thế này. Tháng 6 năm 2022, em gái tôi bị bệnh nặng là ung thư di căn. Tôi quyết định kêu xe cấp cứu đưa em đi bệnh viện chợ rẫy. Khi em ấy vô nhập viện là lên khoa, lên khoa giảm nhẹ. Khi thấy lên khoa giảm nhẹ là tôi rất mừng. Tôi nhận phòng thì trong phòng có 5 giường, trong đó có 3 giường của bệnh nhân và hai cái giường trống. Em gái tôi được vào nằm giường chính giữa, tức là ngoài cửa nhìn vào là hướng tay trái 3 giường nằm ngang và ngay cửa chính có hai giường nằm xuôi. Nhập viện buổi tối thứ hai thì ngày thứ ba em gái tôi được bác sĩ cho chích thuốc và thấy đỡ ho. Em gái bị di căn phổi. Rồi qua ngày thứ tư buổi sáng đến chiều tối em tôi vẫn ổn nhưng qua tới sáng thứ năm là em tôi thở không được và trở nặng. Ở đây tôi xin nói thêm là lúc này dịch Covid vẫn còn. Nên bệnh viện chỉ định chỉ cho một người ở lại nuôi cả ngày cả đêm và không cho ai ra vào thăm nuôi hết. Hỡi ai muốn đổi ca nuôi bệnh thì phải một tuần sau đem giấy tờ xuống quầy lễ tân để báo thay đổi người chăm bệnh. Bây giờ trở lại với tình hình bệnh của em tôi cả ngày thứ tư em tôi khỏe nhưng qua ngày thứ năm là em tôi đột nhiên trở nặng em không thở nổi qua tới ngày thứ sáu em nặng hơn nữa và bác sĩ kêu đem em về vì em không thể qua được nạn này nhưng mà nếu để em chết ở bệnh viện thì tội lắm vì thời điểm này còn dịch covid bệnh viện sẽ không cho đem xác về và thủ tục rất là khó khăn nghe bác sĩ nói vậy gia đình đành đem em về về tới nhà em trăn trở làm mệt cả đêm không chột mắt được xíu nào. Đến sáng thứ bảy em nói với cả nhà. Để coi hôm nay con ma nó làm gì con. Mấy ngày trời không cho con ngủ ghê gì hết. Cứ mệt mỏi muốn ngủ là nó nắm nó lôi dậy. Em nói leo lẻo và rất tỉnh táo. Không có hôn mê. Giống như một người rất bình thường. Và cho đến đầu giờ chiều hôm thứ bảy là em mất. Lúc em mất rồi thì gì thứ bảy tôi mới kể lại. Vì dì bảy tôi là người nuôi em ở trong bệnh viện. Dì kể là sáng hôm thứ năm trong bệnh viện, dì bảy tôi mới massage cho một cô bệnh nhân nằm đối diện với giường em tôi. Cô bệnh nhân đó hỏi dì bảy là Ủa chị à, khuya hôm qua tôi thấy có hai đứa bé trai nó ngồi ở trên giường cháu chị. Mà sao nó vô thăm mẹ nó khuya vậy? Ai dắt nó vô hay quá vậy? bệnh viện không có cho người nhà thăm bệnh mà ai dẫn tụi nhỏ vô được là rất hay đó nha rồi như vậy thì sáng ai đón tụi nó về mà sớm vậy tôi thấy tụi nó đi về rồi tại vì suốt đêm tôi đau tôi không có ngủ được tôi ngủ ít lắm tôi thấy sáng sớm tụi nó về rồi tôi đâu có thấy hai đứa nhỏ nữa hay là ba tụi nó đến đó vậy tôi tái mặt nói đâu có đâu em con nó lớn hết rồi mà ai cho vào thăm bệnh đâu mà vô thăm. Vậy là mọi người biết là cô bệnh nhân kia đã thấy cái gì rồi. Chắc có lẽ bị dòng ám nên em tôi mới đột ngột trở nặng mà mất. Sau này tôi mới biết khoa bệnh giảm nhẹ là chỉ dành cho những bệnh nhân rất nặng và khả năng sống rất thấp. Lúc tôi đưa em tôi lên khoa từ tối đến sáng là hai ca qua đời. Vậy mà lúc đầu tôi tưởng lên khoa giảm nhẹ là dành cho bệnh nhân bị bệnh nhẹ rồi. Rồi đám tang em cũng được tổ chức xong xuôi. Em mất được gần 4 tuần, thì một hôm buổi trưa. Trong lúc tôi ngồi nhớ em tôi, và tôi đang ngồi ở cái ghế dài mà lúc bệnh em hay nằm. Tự nhiên tôi nghe cái mùi thuốc bắc quen thuộc. Cái mùi thuốc mà tôi sắc cho em muốn mỗi ngày hai cử. Nó thơm bát ngát càng lúc càng thơm lâu tôi mới hỏi thằng nhỏ con của em tôi bố à bộ con sắc thuốc hả thằng nhỏ trả lời không có mẹ siêu sắc thuốc cũng dẹp rồi tôi ngồi đó tôi nghe mùi thơm cỡ chừng 20 phút tôi mới đứng lên bước ra nhà trước mở cửa kính ra xem có nhà nào sắc thuốc không nhưng mà mở cửa ra thì không có mùi gì hết nhà nào cũng đóng cửa bít bùng, đâu có tí mùi nào đâu. thấy như vậy tôi quay lại trở vô trong nhà ngồi xuống ghế, thì tôi lúc đó không còn nghe một chút mùi gì hết, mặc dù mới vài phút trước nó vẫn thơm ngạt ngào, tỏa ra khắp nơi. Và bây giờ mùi hương biến mất, không có một chút luôn, giống như chưa từng có mùi vậy. Tôi nghĩ chắc em về thăm tôi, vì thấy tôi ngồi khóc nhớ em. Rồi cách đây mấy ngày tôi đang lao cầu thang. Lúc này cũng cỡ gần 3 giờ chiều. Tôi lại nghe cái mùi cà phê sữa thơm bát ngát. Mùi cà phê sữa mà mỗi ngày buổi sáng chồng em pha cúng cho em. Tôi lao nhà xong và vẫn là ngồi ở cái ghế dài. Lúc này thì chồng em mấy giờ ngủ dậy ở trên tầng 2 bước xuống nhà. Nói chuyện với tôi, tôi có hỏi. Dương Tư à, hồi nãy vẫn pha cà phê uống hả? Thì em để tôi nói, dạ không chị, em mới ngủ dậy mà uống cà phê giờ này rồi sao tối ngủ được chị? Vậy? vậy là một lần nữa, em gái tôi lại về cho tôi biết em đã về thăm nhà. Không biết tôi nghĩ vậy có đúng hay không? Chuyện em kể tới đây, hôm nào rảnh em sẽ kể chuyện tiếp gửi cho anh. Chúc anh cuối tuần thật nhiều sức khỏe và ấm bên người thân nhà. Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện của Thanh Phan đã gửi về cho Việt Thảo từ tháng 4 của năm 2021 cho đến chuyện mới đây nhất là năm 2024. Chắc còn nhiều câu chuyện nữa nhưng mà Thanh Phan chưa kịp gửi về. Có lẽ cái duyên tới đây, Việt Thảo đọc tới đây. Rồi khi nào có nữa, mình sẽ đọc tiếp nữa. Xin được cảm ơn Thanh Phan đã gửi chuyện về cũng như cảm ơn quý vị đã theo dõi những câu chuyện tâm linh do các bạn gửi về và việt thảo đã đọc lại cho mọi người cùng nghe hẹn gặp lại quý vị qua những kho tàng chuyện ma dần dàng kế tiếp thank you and i love you phòng bệnh hơn chữa bệnh cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát để coi có bệnh gì không để mà mình biết là mình trị còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy nên coi chừng củi lửa đề phòng quả quạng chứ đừng đợi quả quạng rồi mới chữa lúc đó nhà nó cháy tan quang rồi thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình. Còn hơn đợi dột rồi mới đi lột mái thì nó đã quá trễ. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao? Dạ muốn vậy thì uh, quý vị có thể gọi cho con uh, công ty A Plus Roofing số điện thoại là tám ba hai bảy ba tám chín sáu ba để con có thể inspect cái mái nhà của uh, mọi người. Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa đúng rồi yeah. mái chùa che chở hồn dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha Dịch thảo hân hạnh giới thiệu công ty a plus Roofing của bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta nè nói nghe nè thảo ủ giá Việt Nam Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người.